chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm đánh giá một chiếc xe touring Nhật bãi, mà một cái thương hiệu rất là phổ biến trong thời gian gần đây và bên mình bán rất là chạy, đó là hiệu Precision. Cái chiếc xe touring Precision Sport này thì được trang bị cái khung nhôm và hợp kim nhôm toàn phần. Hầu như là các cái dòng touring đi trong nội thành thì được trang bị một cái cặp vành bánh là 700C. Như chiếc xe này thì được trang bị cặp vành bánh 700C gồm có hai lớp. Tại sao gọi là vành hai lớp? Thì các bạn thấy là cái độ dày của nó sẽ rất là dày. Thì đó là vành hai lớp, độ dày đó từ khoảng 2cm cho đến 3 cho đến 5cm, thì nó là khoảng 2 đến 3 lớp. Còn nếu mà độ dày chỉ có 1cm thì đó là vành một lớp. Thì đương nhiên là cái vành hai lớp nó sẽ cứng hơn. Xe được trang bị phanh V của hãng Techo. Hãng Techo, một cái thương hiệu phanh cực kỳ nổi tiếng của dòng xe bãi. Toàn bộ tông xe là màu đen tuyền với lớp sơn nguyên bản. Tất cả những cái xe mà hầu như chúng tôi bán tại cửa hàng thì đều giữ cái lớp sơn nguyên bản, là cái lớp sơn nguyên bản của xe Nhật, và rất là cứng. Khi cái va chạm nhỏ thì thường nó sẽ không để lại vết xước và nó sẽ bền hơn 5 tháng. Nên chúng tôi không hoàn toàn là không giảm tút mà chỉ để lớp sơn nguyên bản thôi. Tại vì là xe cũ của Nhật thì nó cũng có nhiều loại, và chúng tôi đã lấy những cái loại mà các bạn cứ hiểu nôm na là loại 1, loại tốt nhất của dòng xe bãi, nên là cái nước xe, cái mặt bằng chung của xe là khá còn mới, khoảng 80-90%. Nên là hầu như chúng tôi không phải làm lại sơn những cái chiếc xe này. Xe thì được trang bị một bộ chuyển động lên đến tận 8 lít thả. Bộ chuyển động Shimano Tourlay. Tay bấm xả 8 lít. Xe được trang bị tay bấm xả kiêm tay phanh. Ở đây là về lít và đây là lên lít. Đấy, các bạn kiêm tay phanh. Đây, như các bạn thấy, đây là tay phanh chính hãng. Như mình có một cái video mà phân biệt đồ chính hãng và đồ fake ấy, thì đây là dấu hiệu nhận biết của cái tay phanh chính hãng. Như các bạn thấy thì đây không thể đưa tay ngoài được, bởi vì nó cái các bạn nhìn cảm quan thì cái tay nó cũng cũ theo thời gian, nó cùng với chiếc xe này chứ không phải là thay tay mới. Chiếc xe này gần như là nguyên bản 99%, mình chỉ có thay lại cái tay lắm, thế còn gần như nguyên bản 99%. Thì chiếc xe này cũng chỉ có giá khoảng trên dưới 4 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn sở hữu chiếc xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc là comment số điện thoại dưới để chúng tôi liên hệ lại các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp các phụ tùng và các sửa chữa bảo dưỡng xe đạp thì hãy ấn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Và bên cạnh nút đăng ký, các bạn ấn chiếc chuông để các bạn là những người đầu tiên sẽ được thông báo về cái video mới nhất của chúng tôi đăng lên. Và chúng tôi sẽ tắt hoàn toàn quảng cáo trên kênh của chúng tôi để các bạn trải nghiệm video không bị làm phiền. Do vậy là các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like video, ấn like video bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.